Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản Ola City và liên kết cái tài khoản Ola City với cái ví VNDC để chúng ta nhận tiền. Thế thì để đăng ký được cái tài khoản này thì bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới cái phần mô tả của video của tôi nhé. Bây giờ sang cái phần YouTube, ta sẽ đánh vào đây là vô cái thanh tìm kiếm này là Lê Văn Lực này. Đây. Bây giờ ta sẽ vào cái kênh của Lê Văn Lực. Xin chào. Chào mừng. Đây, vào phần video này thì chúng ta sẽ thấy được là có một cái video là Ola City này, cách đăng ký tài khoản. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Xin chào. Giờ chúng ta kéo xuống dưới và chúng ta bấm vào cái chữ hiển thị thêm ở đây nhé. Đây. Sau đó là đây, chúng ta thấy đây có cái link đăng ký Ola Network, hay là mình gọi là Ola City, đây là cái tên mới. Thì ta bấm vào đây để chúng ta đến cái trang để đăng ký. Đấy, khi bấm vào thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang tương tự như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chỗ đăng ký miễn phí ở đây. Đây, ở cái trang này thì chúng ta sẽ điền họ này, tên này, mail này, mật khẩu để đăng nhập vào đó là cái gì này, và xác nhận lại cái mật khẩu đó và bấm vào chỗ tôi không phải là người máy ở đây. Và sau đó chúng ta bấm vào đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì chương trình sẽ gửi cho chúng ta một cái mail để chúng ta vào cái mail để chúng ta xác thực cái tài khoản này, nữa là xong. Đấy, cái quá trình đăng ký rất là nhanh. Sau khi đăng ký xong rồi thì chúng ta sẽ liên kết Ola City với cái ví VNDC để sau này có tiền thì chúng ta sẽ nhận tiền. Ola City sẽ gửi cho chúng ta về cái tài khoản, cái ví VNDC. Vậy chúng ta ghi này. Ví dụ như tôi là Lê Văn đi. Lực này. Mail ở đây, điền mail của ta vào. Và cái mật khẩu để đăng nhập vào đây. Rồi, sau đó bấm vào cái ô vuông này, tôi không phải là người máy. Và chúng ta bấm vào đăng ký. Cảm ơn bạn đã đăng ký, vui lòng kiểm tra mail của bạn. Như vậy là ta đã đăng ký xong một tài khoản. Bây giờ chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực cái tài khoản này. Bây giờ chúng ta sẽ vào mail. Đây, như vậy là chúng ta thấy là sau khi đăng ký xong thì Ola City sẽ gửi cho chúng ta một cái mail để xác thực và kích hoạt tài khoản ở đây. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta kích hoạt tài khoản. Này, Ola City xin chào Lê Văn Lực này. Cảm ơn bạn đã quan tâm và đăng ký tài khoản Ola City, nền tảng kiếm tiền hoàn tiền hàng đầu Việt Nam. Và để hoàn thành cái việc đăng ký, bạn hãy nhấp vào link sau để xác nhận đây là mail của bạn và kích hoạt tài khoản. Đây, bấm vào link kích hoạt đây. Chúng ta bấm vào đây để kích hoạt tài khoản. Đấy, chào mừng trở lại. Như vậy là ta đã kích hoạt thành công rồi, đăng ký thành công rồi. Bây giờ ta sẽ đăng nhập vào tài khoản của ta bằng cái mail ta vừa mới đăng ký. Mail này, mật khẩu chúng ta vừa mới đăng ký. Và bấm vào tôi không phải là người máy ở đây để ta vào. Bấm vào lưu luôn mật khẩu này. Đăng nhập. Đấy, ta có thể lưu luôn lại cái mật khẩu của ta. Đấy, như vậy là đây là cái tài khoản mà ta vừa mới thực hiện xong. Đấy, chúng ta có thể vào đây để chúng ta cài đặt cái thông tin cá nhân, xác thực hai lớp và liên kết với cái ví VNDC. Xin chào các bạn. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta liên kết ví VNDC vào tài khoản Ola City. Thì trước hết để liên kết được thì chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Ola City của chúng ta. Đây là chúng ta đăng nhập trên điện thoại nha. Vì làm cái bước này thì chúng ta nên làm trên điện thoại thì nó sẽ dễ hơn. Đây, chúng ta nhập mail chúng ta vào này. Rồi, nhập mật khẩu vào. Bây giờ ta sẽ bấm vào tụ
tôi không phải là người máy ở đây, và bấm vào đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản của ta. Rồi. Rồi, sau khi mà đăng nhập vào xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái dấu ba gạch ở phía đằng bên trái này. Đây trên này, đây dấu ba gạch đây. Thì kéo xuống đằng dưới cùng ở đây chúng ta thấy cái chữ cài đặt ở đây có cái bánh răng. Đây, chúng ta bấm vào cái chỗ này, cài đặt. Rồi liên kết VNDC. Và trên này là cái thông tin cá nhân thì chúng ta cũng thêm cái thông tin cá nhân vào nhé. Cái thông tin cá nhân này, bạn này thêm vào. Đấy, ví dụ như là ngày tháng năm sinh này, địa chỉ này, tỉnh này, số điện thoại này. Đây có thể là thêm ngày tháng năm sinh chúng ta thêm vào. Rồi thêm số điện thoại của ta vào. Rồi, giới tính của ta là nam hay nữ thì ta thêm vào này. Ví dụ như đây là tôi đang đăng ký cho một người khác. Sau đó bấm vào xác nhận. Rồi, cập nhật thông tin cá nhân thành công. Rồi bây giờ ta sẽ quay lại cái đằng bên này, vào cài đặt. Rồi liên kết VNDC chúng ta xuống đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản VNDC. Thì chúng ta điền cái số điện thoại chúng ta vào đây. Rồi. Bây giờ ta sẽ điền mật khẩu vào cái ô phía dưới. Đấy, ta thích gõ cái mật khẩu như thế nào thì tùy chúng ta. Sau đó sẽ bấm vào nút đăng ký. Rồi, đăng ký VNDC thành công. Thì sau đó là VNDC sẽ gửi cho chúng ta một cái mã OTP. Thì chúng ta sẽ điền cái mã OTP vào đây. Đây, 41988 41988. Điền xong ta bấm vào chữ gửi mã. Rồi, như thế là gửi thành công. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ xác minh. Bấm vào chữ xác minh đây. Xác minh KIC. Ta làm bước này nữa là xong. Để hoàn thành bước xác minh KIC, bạn vui lòng tải ứng dụng VNDC. Bây giờ ta sẽ tải ứng dụng VNDC trên Google Play hoặc là App Store tùy theo từng điện thoại. Ứng dụng này tôi đã tải về và cài đặt sẵn ở trên máy rồi. Bây giờ tôi sẽ mở ứng dụng này lên. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản bằng số điện thoại và mật khẩu mà ta vừa mới đăng ký ở bước lúc nãy. Sau đó ta sẽ bấm vào nút đăng nhập. Ta có thể tắt cái bảng thông báo này đi. Ta sẽ vào cái dấu ba gạch ở phía trên cùng bên trái này và chuyển xuống ở dưới là cái dòng xác minh KIC ở đây. Tiếp tục bấm vào nút Start ở phía dưới. Nó sẽ chuyển chúng ta đến cái bảng như thế này. Để bây giờ chúng ta sẽ điền một số cái thông tin vào trong cái bảng này. Ta chọn ở cái dòng thứ hai này là ID card. Tiếp theo dòng phía dưới này, ta sẽ điền số chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước của chúng ta vào. Dòng này ta sẽ điền ngày tháng năm sinh của chúng ta vào. Ta cứ kéo cho khi nào nó đến cái ngày tháng năm sinh của chúng ta thì chúng ta dừng lại. Đây, 28 tháng 8 năm 1980. Cột này chúng ta sẽ lựa chọn giới tính là nam hay nữ. Chúng ta bấm vào cái mũi tên bên này để chúng ta lựa chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào Next và bấm vào Confirm. Tiếp theo chúng ta sẽ chụp ảnh chứng minh thư nhân dân hoặc là cái thẻ căn cước của chúng ta. Đấy, đây là cái thẻ căn cước, tôi sẽ chụp lại cái thẻ căn cước này. Đấy, chúng ta lựa chọn cho nó vừa với cái khung hình và sau đó bấm vào nút chụp. Đấy, như thế là được rồi, bấm tiếp vào nút Next ở phía dưới.
Và tiếp theo ta sẽ chụp lại ảnh khuôn mặt của chúng ta vào đây nữa là xong. Bây giờ chúng ta để khuôn mặt của chúng ta vừa với khung hình, và sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút chụp ở phía dưới nữa là được. Đấy, chúng ta để ý này. Sau đó chúng ta bấm vào nút chụp ở phía dưới. Đấy, như thế là được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào nút Next. Và hệ thống sẽ gửi cho chúng ta mã xác nhận. Đấy, gửi về tin nhắn. Và bây giờ chúng ta sẽ điền cái mã xác nhận OTP vào trong này. Đấy, chúng ta điền vào. Rồi, bấm OK. Rồi, như thế là ta đã xác minh KYC thành công. Và bây giờ ta sẽ đăng nhập vào cái ví VNDC này bằng số điện thoại và mật khẩu ta đã đăng ký ở các bước trước. Như vậy là ta đã liên kết ví VNDC với Olacity và xác minh KYC thành công. Sau này khi lập lệnh rút tiền ở trên Olacity thì chúng ta sẽ nhập cái ví này vào để rút tiền về cái ví này. Và từ ví này chúng ta sẽ chuyển về tài khoản ngân hàng của chúng ta. Các bạn thân mến, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để chúng ta đăng ký kiếm tiền với Olacity và liên kết Olacity với ví VNDC, và cách để chúng ta xác minh KYC cái ví VNDC để chúng ta có thể là nhận tiền từ các cái dự án về VNDC, và từ ví VNDC ta sẽ chuyển về cái ngân hàng của Việt Nam rất là nhanh chóng. Và sau khi đã đăng ký thành công xong rồi thì cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ đi kiếm tiền với cái chương trình Olacity này. Thì chúng ta có thể xem lại vào lại cái kênh của tôi, kênh Lê Văn Lực, để ta xem lại các cái video hướng dẫn về cách kiếm tiền từ cái Olacity. Xin chào. Để trên này tôi đã đăng một số các cái video là đây, 5 bước để kiếm tiền với Olacity. Rồi cách để chúng ta kiếm tiền hiệu quả trên Olacity là như thế nào. Và hiện tại thì Olacity đang triển khai cái chương trình đô tốp để nhận 180 triệu. Rất là thú vị, nhiều cái chương trình rất hay trên cái dự án này. Đây là một cái chương trình của Việt Nam. Đấy, và tôi cũng đã có làm cái video hướng dẫn đăng ký. Tuy nhiên cái video hôm nay thì tôi sẽ đã nói rất tỉ mỉ và cụ thể cái cách để chúng ta đăng ký và cách liên kết cái ví VNDC cho những người nào mà chúng ta chưa làm được. Và trong những video sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cái cách mà chúng ta làm từng cái nhiệm vụ, cách xem quảng cáo, cách làm nhiệm vụ và cách để chúng ta làm cái chiến dịch VNDC để kiếm thêm tiền. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.